không? FC Thanh Hóa. Anh quay suýt nữa chưa quay được. Cắt mất. May vào liền chẳng chuẩn bóng luôn. Tốt. Rồi. Vừa mới dọa ra đấy. Vừa mới dọa ra đấy. Quay được tập trung, quay được tối anh em cứ nhìn đâu, cứ nhìn khác. Ôi trời ơi. Ôi. Trận đấu rất sôi nổi. Còn một phút nữa nha. Hay quá. Phản công. 3-1, 4-1. Hay quá. Hay quá. Thế sao? Luka quyết. Úi giời. Úi giời. Ơi, anh
quay được quả này em nhá. Bây giờ tốt thế. Ông ơi mệt chưa? Cái cu này, thầy bây giờ gọi rất là kinh lắm. À hết.